À, đây là cái súng nerf Fire Strike Elite. Nó là hàng chính hãng Hasbro của Mỹ. Và đây là loại súng ngắn có chiếu đèn tia laser. Nó gồm có hai cái cò, một cái cò đây để bắn và một cò nhỏ dưới để chiếu đèn, chiếu tia đèn tia laser. Đây, khi mình bóp xuống, đó nó có chiếu một tia đèn. Rồi, nó sử dụng là hai viên tiểu 3A ở trong đây. Rồi súng này nó bắn đây, nó kèm theo nó là 6 viên đạn, nguyên gốc của nó chỉ có 3 viên. Nhưng mà đây là kèm theo 6 viên luôn. Rồi gắn đạn vào, kéo lên và bắn. Gắn đạn vào, kéo lên. Có thể vừa bóp cái cò chiếu đèn tia laser. Đó, vừa chiếu đèn tia laser, vừa bóp cò bắn luôn. Rồi đây cái súng này á, là nó nguyên gốc của nó chỉ có 3 viên và nó gắn hai viên dự phòng vào đây. Và chỗ này là gắn đạn để bắn. Khi nào cần bắn thì kéo cò lên và bắn. Tình trạng súng cũng còn rất là mới nha. Lực bắn còn rất mạnh. Rồi.